Hôm nay mang ít tùng với anh. Đây tất à? Từ đây sang kia của ông kia. Mình từ đâu ấy? Mình từ đây đấy. Cái tùng ở đây. Sữa đây đúng không? Hoa sữa. Đấy hoa sữa thôi rồi. Sữa là bao nhiêu tiền đây? Hoa sữa này 1.500.000. Đấy, giá rẻ. Quái. Hơi khó kiếm ấy. Tôi đọc số luôn như thế phải 0972 549019 549019 toàn. Xanh này là bao nhiêu tiền này? 9 triệu đấy. Cây xanh quê thôi nhưng mà rất là đẹp. Rất là đẹp. Chơi luôn. Còn cây cổ ở trên xe kia thì bao nhiêu anh? Xoay được không? Xoay mặt chính ở đây được không? Không được. Để tí đùa. Hay làm chính là cây này nhẹ đấy chứ nhỉ? Nhìn như cái này phê đấy. À, phê đấy. Đấy các bác nhìn tổng thể cái mặt một mặt rồi nhá. Còn về cái độ tuổi vách ước thì các bác nhìn này, nó bếp như này thì chỉ biết là tuổi nó già này. Đấy. Kinh nhỉ, già chắc khôi rồi, già khôi rồi, sạch hết cả vách ước, nu nổi nu 25. Đấy, cái này cho cậu thì nhẹ, cái này nhẹ chơi được. Cỡ chung nhưng mà chơi được nhà. Đấy. Bế cái này về chơi cây cổ tốt quá. Nói cái cổ nó có cái đẹp của cổ. Sạch cái này bao nhiêu thời gian, 5 tháng. Mà nó... Hôm nay nếu mà nó phải đời người. Mấy đời người rồi. Hai đời người rồi. Đây này, nó... Đến nỗi cái vách. Đến nỗi cái vách mà nó còn bết nữa này. Đấy. Mụn này, vết cắt kiết giữa nó sạch hết rồi. Bo nổi cục nổi kiếp nổi cục. Cơ bản là cây cổ ngày xưa nó không có nhiều cây đẹp thì ấy, chứ mà cây đẹp của nó thì vẫn giá trị lắm. Đấy. Hai mặt đều chơi đẹp. Đấy. Nhìn này rộng rãi xưa mặt chính này. Đấy, nhìn này này. Mặt này thân liếc nở sạch nhỉ. Mặt này thân bệ nó nở đẹp. Mặt này thuận hơn. Có vẻ thế, thuận hơn. Đấy, bây giờ cục điện cục tí đã mấy chục rồi. Đúng không? Mặt này không là thương lượng. Đấy, đã là thương lượng, còn xuống tí đấy. Đầu tiên anh em hết tầm chơi thôi. Đấy, anh em nên suy nghĩ, đúng không? Chính cái này để chơi nghịch đéo thích thì chắc không có cái tay sau. Người đồng cái thân ấy trước thì đẹp hơn. Cái này nó bảo bao tiền nhỉ? 25, còn thương lượng thôi. Đấy. Tỏ là nó sẽ mềm hơn. Nhiều lúc mình bốc cái phôi là 30-40 triệu bốc ấy. Tất nhiên là mình bây giờ mình không chơi được đồ này vì đất cát nhà cửa mình không để được. Chỗ này ghép vặn như vắt nước. cái tay này xấu nhất trong cái tay. Cũng đúng. Phần thân này ổn phết đấy. Con này mình chơi cắt mạnh cái này đã có đại diện chơi độc phần thân.
đẹp đẹp hơn. Vâng. Để này cái tay này là bởi vì có chịu tất nhiên mỗi người chơi kiểu nó vất tay nữa đi. Hay quá bác, thuốc thơm. Đấy, 25 hò mẹ đủ tiền nước. Mà còn nhưng mà còn xuống nữa cơ mà. Màn cả đấy là đòi thế thôi, khoảng 15 phát. Chứ bây giờ mà những cục điền nhiều khi muốn bán rẻ không bán được thì mua đắt rồi. Những cái cục điền củ gấu bây giờ này thì này dễ làm việc. Chơi luôn. Lên chậu cái khác ngay, lên chậu lên bể khác ngay. Sạch này cơ mà. Mà kể cả về làm thương mại cái này cũng được. Các cụ ngày trước mà đã chọn bên cây xanh là kỹ để chắc chắn con này là nó đẹp. Thì bên nhà chọn nhất là kỹ, chọn cây quê là kỹ nhất là toàn là đẹp. Đấy, cảm xúc đấy, cây này nhiều cảm xúc đấy. Đẹp. Còn thực tế là nó thời thế như vậy các bạn. Cái cục điền bây giờ các bác cứ bảo là hô đắt, cứ tiền có đắt, có làm giá lên rất nhiều nhưng mà nó thực tế mua vào nó cũng rất là đắt. Loạn đây. Đấy, có vẻ sắp mưa, dịu trời. Cây hoa giấy rất đẹp. Làm cây kiểu cây lão thì đẹp. Đẹp. Làm cây lão nó vừa từ cổ cây mà đẹp. Đúng cổ lão là đẹp này. Đấy. Ý bố đi tôi bảo em nếu được thì để nó phân cho ông. Mẹ xong. Đấy không hề thu nào mà mẹ. Rồi, em bán cho anh đây. Anh ơi. Được rồi, thằng em đưa tí ra để nó xem cho. Nó tôi có cái xương cá đấy rồi. Em có cắt cái rừng xanh nha. Gì đây? Tác phẩm mới anh? Cửa hộ ấy là của nhà mình đấy. Của nhà. Của nhà. Con này thì bao nhiêu bác? Mấy bạn, con này thì bao nhiêu? Dạ. 55. Điền đấy chứ nhỉ, các bạn? Dạ. Nghịch cây đấy nhỉ. Đấy. Một con này bác sau ông nào chơi đổi cái khay nhỉ, xong rồi cho cái gầm này nó lộ ra nhỉ. Quá nghệ thuật. Chơi hơn cả suối. Đấy. Dám à? Hôm nay xuống đây à? Bắt tay anh con. Chủ nhân này nè. À đồng chí cắt cái này của mình à. Hôm nay rơi báo tiền này. Đấy, kính chẳng có chỗ mà xe đứng. Đó, tôi lại đi ngược chỗ khác. Phải... cây để hơi lẫn lung tung nhiều khi nó không có cái hàng rào các bạn thì cũng không rõ cây gà của ai với ai. Tí sẽ lại yết chí đầy đủ hết. Ở đây đang dở cây tùng Đài Loan thôi. Nhìn lá nó như nhựa thích không các bác? Ngoài chợ cuối tuần đông lắm các bác, nhiều khi tôi quay nó cũng bị cuốn theo khách ấy thôi. Nhiều khi, hoặc là có cái cây nào nó cảm xúc quá mình mất tập trung. Đấy cây me trước hôm nay bác này đã nở này. Nó chưa biết chủ đâu, tí nữa phải hỏi.
đi dập bụt. Dập bụt thì rất hay. Nhưng mà giờ đây là dập bụt là dập bụt có vẻ như là dập bụt đời mới rồi. VP lên đường lắm này. Có đại gia đến đây rồi. Vâng. Mình nói ra là biết của bố nào thế này, dãy này. Đó biết của mấy thằng. Mở hàng chưa anh? Bán cây 6-700 bạc. À, thế được rồi. Thôi chứ gọi là đôi nắng rồi. Gần như nó mới mòm tốt. Toàn thợ xem với nhau. Toàn xem với nhau thôi. Có bán luôn đấy. Đấy. Cây lộc vừng này à. Đúng là thấy cây lộc vừng hay này. Nhỉ. Yeah. Chứ cứ cây xanh si thì nó chỉ là cây dưới cây sâu với nhau thôi. Bằng béo. Không ạ, à? Sáng ngày có biết cái cây kia các quả nó bốc lại của ông nào không? Nó bảo hai năm chục tháng hai như thế là ổn định, còn nó hoang lạ nhưng mà lạ cây. Mãi đâu chờ được sản.